Bà cứ nạo vậy chứ không thấy được không nói à, nạo vậy má đồ hồng đó cũng vậy, sao già chứ không có tự nhiên hả, tự nhiên hả, mới cái đó hả, chứ mà đèn đỏ nè, đường vô ấp 5 ngã tư, ngã tư ngã tư tới chút là tới ngã tư chợ Hòa Phú các bạn, đường sông lưu đúng rồi.